Máy làm bánh Takoyakiga máy đôi 56 bánh của hãng MC. Máy được bảo hành 12 tháng. Chất liệu máy thì bằng inox. Còn hai cái khung này á, là loại khung có vách dựng. Thì trên một số mẫu trên thị trường người ta đang bán đó, là cái khung nó trơn cái chỗ vách dựng này nè. Cái này nè các bạn lưu ý nha. Thì cái mẫu này có vách dựng này khi các bạn làm đổ dầu hoặc là làm đồ ăn thức uống đó, nó không có tràn ra ngoài như những cái một số cái khung trơn. Ngoài ra thì máy được có thêm một cái hộp đựng thực phẩm bên cạnh nữa. Thì các bạn dễ đựng chai lọ dầu nhựa. Đây. Đây là hình ảnh thực tế của sản phẩm. Khi mua thì các bạn chúng tôi có tặng thêm cái hướng dẫn cách pha bột cũng như cách làm. Đây là mẫu máy ga. Mẫu này thì rất đẹp. Khung chống dính. Khung có vách dựng. Phí vận chuyển thì tầm cỡ khoảng 100 ngàn thôi. Đối với thùng hàng lớn như thế này thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn cái vận chuyển là chỉ có 100 thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.